Các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một món xào thập cẩm, đó là bí quyết xào miến mà không bị dính nhá. Để làm món này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau, như là miến. Các bạn cho mình 150g miến này, và giá các bạn cho mình 200g giá, và một củ cà rốt, một ít hành lá, một ít nấm mèo, nấm hương các bạn nhé. Và mình sẽ xào với một ít miến măng khô, măng sợi các bạn. Măng sợi này các bạn ngâm cho mình nhé, cho nó mềm ra, và các bạn có thể luộc qua ra đi nhé, để khi chúng ta ăn ấy nó sẽ mềm ra đấy. Mình xào lên ăn với món ăn này tuy là chay nhưng lại rất ngon nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một ít hành thơm, tỏi và một ít ớt nhé. Nếu bạn nào không ăn cay thì chúng ta không cho ớt. Các gia vị thì trong nữa mình sẽ nói sau. Đây các bạn, cái phần tỏi hành các bạn sẽ băm ra cho mình nhé. Băm cái phần hành tỏi này ra. Cái phần hành thơm các bạn cũng băm ra cho mình nhé. Các bạn cho một ít ớt vào thì các bạn bỏ hết cái phần ruột bên trong ấy. Mấy hạt ấy thì nó sẽ không cay nhé. Mình thái sợi ra. Nấm mèo các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Mình cũng ngâm nấm mèo cho nó nở ra rồi. Thái sợi ra. Cái phần nấm hương này của các bạn cũng thái ra cho mình nhé. Sợi ra cho mình. Cái phần hành lá này các bạn sẽ cắt khúc cho mình nhé. Đây hành mình tự trồng ấy, cho nên là mình chỉ cắt cái phần lá thôi. Còn cái phần gốc ấy thì mình để mình lại cho nó trổi lên ấy. Cho nên là mình sẽ không có cái phần gốc hành ạ. Các bạn đun cho mình một nồi nước nhé. Đã bắt đầu nó lăn tăn sôi rồi thì các bạn sẽ cho mình phần miến này vào trần qua nhé. Cho nó ngập nước đi. Rồi các bạn là tắt bếp cho mình và mình sẽ để khoảng 10 phút, sau đó thì mình sẽ vớt cái phần miến này ra nhé, cần để cho nó mềm ra ạ. Chín bớt phần miến, các bạn ngâm cho mình 10 phút nhé. Đây các bạn, khi miến mình đã để được 10 phút rồi nhé, bây giờ các bạn sẽ vớt ra nước lạnh cho mình nhé. Mình đã để sẵn bát nước lạnh rồi, đây ạ, mình sẽ cho vào bát nước lạnh này. Để làm cho miến nó dai và nó không bị nát đấy ạ. Đây các bạn, khi miến mình đã vớt ra rồi nhá, bây giờ các bạn sẽ cắt bớt đi cho mình. Cho khi nó mình xào lên ấy, nó không bị dính chùm lên nhé. Bây giờ các bạn sẽ trộn cho mình vào đây một thìa nước tương này. Và dầu ăn nữa các bạn nhé, để cho khi chúng ta xào lên ấy, nó không bị dính. Các bạn cho mình 2 thìa dầu ăn vào nữa. Trộn đều lên. Các bạn để cho mình khoảng 10 phút nhé. Các bạn cho mình chảo dầu ăn lên bếp nhé. Mình cho độ 3 thìa canh dầu ăn thôi. Nếu mà các bạn cho nhiều thì nó sẽ độ bóng của miến càng tốt. Nhưng mà mình cho vừa phải thôi, 2 đến 3 thìa thôi. Cái phần hành tỏi này các bạn sẽ phi thơm cho mình lên.
măng các bạn cho vào mình xào nhé. Măng thì các bạn luộc qua đi cho mình nhé, cho nó mềm ra, ngâm rồi mình luộc đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho cà rốt. Các nguyên liệu ấy chín sau thì chúng ta sẽ nấu chín thì các bạn cứ cho trước vào nhé. Nấm mèo, nấm hương, mình làm món xay thì các bạn sẽ cho mình các loại mà xay chất nhé, như muối thì là xay rồi, như mắm hay nước tương các bạn thì xay cho mình. Các bạn cho mình vào đây thìa bột canh này, thìa hạt lên này, rồi khi đã đều rồi các bạn sẽ cho mình phần giá vào nhé. Giá thì mình cho vào ăn nó giòn ngon thì giá ạ. Giá rất xinh chín ạ. Bây giờ các bạn sẽ cho miến vào nữa thì đều đến với miến hạt xong ạ. Chỉ cần nóng cái phần miến này lên nữa là được các bạn nhé. Vì miến mình đã luộc như vậy là nó cũng đã gần chín rồi. Đây là một bí quyết để chúng ta xào miến không bị dính nhé. Và các bạn nhớ là trần qua cho mình 10 phút ngâm. Đây ạ. Và sau đó thì mình trộn một ít dầu ăn, một ít nước tương vào. Và các bạn sẽ cho mình ngào khoảng một thìa nước tương vào đây nữa nhé. Và bây giờ mình sẽ cho phần hành lá vào nữa. Một chút ớt cho nó có sắc màu. Các bạn lên lếm cho mình nhé, xem vừa chưa. Hơi nhạt, mình cho thêm một chút bột canh lên, các bạn đảo đều lên cho mình nhé. Rồi, một chút nước mắm xay nữa cho nó thơm lại là được. Nhớ là các bạn chảo xào bằng chảo không dính nhé, thì nó sẽ không bị dính một chút nào vào chảo cả. Và mình cho bây giờ cho một chút hạt tiêu vào nhé, cho thơm của mùi tiêu.
chị Nguyễn rất là ngon nhé. Rồi bây giờ mình cắt bếp. Bạn có thể cho vào đĩa nhé. Sắc màu đầy đẹp ngon. Món này thì ai cũng thích ăn rồi. Để các bạn chuẩn bị cho mình cái đĩa và mình sẽ cho cái phần miến ra nhé. Ngon luôn này, không bị dính một chút nào và cũng không chồm chiếc gì cả, rất là dễ gắp nhé. Không lát luôn, tơi ngon. Đây các bạn, thành phẩm của mình sau khi làm xong ấy là món miến xào không bị dính nhé. Một bí quyết xào miến ngon, không bị dính, không bị lát. Chúc các bạn và gia đình có một món ăn ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Ẩm thực miền quê ạ. Đây các bạn ạ, khi mình thử lên nhé. Đấy, rất là ngon như thế này. Không dính, không bị dính chùm một chút nào và miến không lát nhé. Tơi ngon như thế. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình ạ. Vừa ngon, miến không bị nát, vẫn giữ được độ dai của miến, giòn ngon của giá và các gia vị, các nguyên liệu khác ạ.